Vấn đáp pháp môn Quán Âm. Cách tăng gia phước báo. Vấn: Nếu muốn tăng gia phước báo phải làm thế nào? Sư phụ: Vừa rồi sư phụ đã giảng qua có hai phương pháp, một là giải thoát tam giới, một là lưu lại thế giới ta bà. Quý vị muốn tăng gia phước báo để làm gì? Có phải muốn ở lại không? Nếu như muốn ở lại đây thì đừng có hỏi sư phụ. Sư phụ không muốn quý vị ở lại nơi này, cho nên không muốn nói cho quý vị nghe. Vấn: Tại sao có người nói động vật cũng có thể tu hành? Sư phụ: Vâng, sư phụ cũng nói như vậy. Sư phụ đã giảng qua nhiều lần rồi, rất có thể quý vị vẫn chưa được nghe qua. Sư phụ lại giảng thêm lần nữa. Động vật làm thế nào để tu hành? Ví dụ con bò, sư phụ có thể kể ra ba lý do tu hành của nó. Thứ nhất, nó chỉ ăn cỏ mà thôi. Thứ hai, nó cung cấp sữa cho chúng ta uống. Thứ ba, khi nó làm việc và già đi, người ta đem giết nó, dùng thịt để ăn, dùng da và lông để làm các vật dụng. Những đồ trên thân thể của con bò đều không bị lãng phí. Đó là pháp môn tu hành của nó. Sau khi tu xong, nó mới có thể đảm nhận một thứ chúng sinh cao đẳng hơn. Nó đã bố thí trọn vẹn, sau đó làm con voi lớn. Lúc làm voi đi đánh giặc để cho người ta ngồi trên lưng, hoặc chuyên chở rất nhiều hành lý. Sau khi làm voi, rất có thể trở lại làm rồng biết bay, làm những chúng sinh cao đẳng hơn. Sau khi làm rồng, rất có thể làm thiên nhân hoặc làm người, sau đó thành Bồ Tát, thành Phật, hiểu không? Nếu như ai muốn làm động vật, muốn biết con vật tu hành như thế nào, thì đừng học pháp môn Quán Âm. Đợi đến đời sau, rất có thể làm động vật, sẽ tu pháp môn của động vật. Nhưng sư phụ cảnh báo quý vị trước, pháp môn động vật rất là khổ, e sợ rằng quý vị chịu không nổi. Tu pháp môn của người đã khổ như vậy rồi, huống chi tu pháp môn của động vật. Cho nên tốt nhất là học pháp môn của Phật. Dùng thân người để tu pháp môn của Phật cũng là pháp môn Quán Âm. Vì sao chúng ta mới có thể vượt qua cái thân người này, mới có thể thành Phật? Bởi vì chúng ta đã làm qua 8 vạn 4.000 loài chúng sinh, đã tu rất nhiều pháp môn động vật. Bây giờ chúng ta được làm người là cao nhất. Lên nữa là thế giới của Phật Bồ Tát. Nếu như chúng ta không vượt qua được giai đoạn của người, sẽ trở lại luân hồi, hiểu không? Cũng giống như xe chạy trên xa lộ vậy. Đã đến lối ra mà không ra thì phải tiếp tục đi thành một vòng lớn. Đợi một lúc sau khi lại đến lối ra đó. Nhưng nếu phân tâm hoặc vì nói chuyện với người khác lại quên đi không lái ra, như vậy lại phải đánh thêm một vòng nữa, hiểu không? Cũng giống như vậy, chúng ta chỉ có xuyên qua cửa người mới có thể ra đi, mới có thể đến nơi cửa Phật. Cho nên cửa người rất quý báu, nếu như lần này không ra, đợi đến lần sau trở lại, phải luân hồi một vòng lớn nữa. Quý vị đã tu qua mấy kiếp rồi, rất có thể kiếp sau quý vị lại tu trở lại. Không quan hệ gì, thói quen này rất tốt. Vấn: Tu hành tịnh tọa nhất định phải có phương pháp sao? Sư phụ: Giữa các phương pháp có rất nhiều khác biệt. Tịnh tọa của chúng ta có pháp môn Quán Âm, có minh sư chỉ đạo, bên trong có những thể nghiệm cao đẳng, có khai ngộ. Còn những phương pháp tịnh tọa khác là ngồi sai. Tuy đều là tịnh tọa, nhưng phương pháp và kết quả không giống nhau. Không tu pháp môn Quán Âm đều là ngồi sai, ngồi thiền và ngồi sai. Chữ ngồi thiền và ngồi sai có giọng phát âm gần giống nhau trong tiếng Trung Hoa, ý nghĩa không giống nhau. Quý vị đừng cho rằng sư phụ không biết tiếng Trung Hoa, nói sai sư phụ biết. Vấn: Thưa sư phụ, con đã quy y Nhất Quán Đạo. Nếu như muốn thọ tâm ấn cầu giải thoát có tội không? Sư phụ: Không có tội. Quý vị vẫn có thể tiếp tục tin vào Nhất Quán Đạo không hề gì. Sư phụ không bảo quý vị quy y theo sư phụ. Sư phụ chỉ dạy cho quý vị một con đường để cho quý vị biết phải đi như thế nào. Nhất Quán Đạo là Nhất Quán Đạo, pháp môn Quán Âm là pháp môn Quán Âm. Quý vị chỉ cộng thêm pháp môn Quán Âm mà thôi. Tin vào Nhất Quán Đạo rất tốt, sư phụ sẽ chỉ dạy cho quý vị làm thế nào
để trở thành một tín đồ tốt của Nhất Quán Đạo. Cho dù quý vị quy y với sư phụ cũng không có pháp danh gì, cũng không thay đổi bất cứ hoàn cảnh gì, sư phụ không bảo quý vị mỗi ngày đến lại sư phụ, đem hoa, đem tiền đến cúng dường. Về sau biến thành tín đồ Phật giáo, cho quý vị một cái pháp danh gì? Không có. Quý vị vẫn giống như trước vậy, không cần phải sửa đổi điều gì cả. Chỉ cần mỗi ngày tu hành 2 tiếng rưỡi đồng hồ, còn những thời gian khác, quý vị muốn đi tìm những người bạn Nhất Quán Đạo của quý vị thì tìm, muốn đi chùa lại bái thì cứ đi. Nhưng quý vị cần phải ngồi thiền 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Ví dụ như trước đây quý vị là bác sĩ, bây giờ muốn đá banh cũng được, có quan hệ gì đến nghề bác sĩ đâu, có hiểu không? Dân, tu hành có nhất định phải thiền định không? Sư phụ, phải thiền định. Hầu hết những vị đại sư đều khai ngộ trong lúc ngồi thiền, cho nên tu pháp môn Quán Âm cần phải ngồi thiền. Ví dụ như chúng ta muốn học Anh văn thì cũng bắt đầu từ A, B, C, không phải học đánh vần tiếng Trung Hoa thì nói được tiếng Anh. Dân, mọi người ai cũng có thể lên thiên đường phải không? Sư phụ, có thể, nhưng không phải ai cũng muốn lên thiên đường, cho nên có rất nhiều người làm chuyện ác, không nghe lời khuyến cáo của thiền tri thức, không muốn tu hành. Những người đó không thể nào lên thiên đường. Thiên đường cũng có rất nhiều loại. Thế giới thứ nhất cũng là nơi của Atula, nơi đó cũng có thiên đường. Quý vị muốn lên tiểu thiên đường cũng được, nhưng nếu muốn lên thiên đường cao nhất thì cần phải tu pháp môn Quán Âm. Nếu muốn lên những thiên đường nho nhỏ thì làm việc tốt là đủ rồi. Làm việc thiện sẽ được nhân thiên phước báo, sau khi chết sẽ được lên trời. Ví dụ như bố thí rất nhiều, rất tôn kính Phật, lại những Phật quá khứ, nhân dân, hoặc làm những người tốt, những người lương thiện đều được đi lên thiên đường. Nhưng đây không phải là nơi cao nhất, vì một thời gian sau lại phải trở lại luân hồi. Pháp môn Quán Âm mà sư phụ dạy không phải là pháp môn lên thiên đường, mà đây là pháp môn liễu thoát sanh tử. Về sau quý vị muốn đi tiểu thiên đường cũng được, muốn qua đại thiên đường cũng được, bất cứ thế giới nào cũng là của quý vị. Đó là mục đích của pháp môn Quán Âm. Nhưng đến lúc đó chúng ta không tham cái thành quả này, bởi vì toàn cả vũ trụ, tất cả mọi thứ đều là của chúng ta còn muốn ham gì nữa, hiểu không? Dấn, thưa sư phụ, khi con lớn lên làm thế nào mới tìm được sư phụ cùng với sư phụ tu hành? Sư phụ nghe thật cảm động. Tuổi vẫn còn nhỏ như vậy mà tâm đạo đã cao như thế. Chúng ta làm người thật không đơn giản. Bởi vì lúc còn nhỏ đã bị cha mẹ trói buộc, muốn tu hành cũng không được. Cho nên đừng có trở lại làm người, hãy mau tu học pháp môn Quán Âm để về sau mọi người đều đi Tây phương là tốt nhất. Bây giờ tuy quý vị đã gặp được sư phụ nhưng không thể tu hành. Rất có thể bởi vì tuổi còn nhỏ, cha mẹ không đồng ý. Nhưng đến khi quý vị trưởng thành, rất có thể sư phụ đã ra nước ngoài hoặc đã vãng sanh. Đây là những hoàn cảnh đáng buồn. Nhưng nếu quý vị có lòng, sư phụ sẽ tìm đến quý vị. Quý vị không tìm được sư phụ cũng không sao. Mỗi ngày cầu sư phụ sẽ nhất định đi tìm quý vị. Tuy tìm không được nhục thân của sư phụ, nhưng lúc quý vị vãng sanh, hóa thân của sư phụ sẽ đến tìm quý vị, đưa quý vị lên. Lúc đó là lúc an toàn nhất. Cha mẹ không thể ngăn trở quý vị, chỉ có 2 thầy trò chúng ta mà thôi. Chỉ cần quý vị có tấm lòng thành thì đừng lo sợ. Tuy nhiên cần phải cố gắng làm người tốt, cố gắng ăn chay. Dấn, xin hỏi Xá Mạng Luận và Nhân Định Thắng Thiên làm sao phân biệt? Sư phụ, rất đơn giản. Mỗi người chúng ta đều có nghiệp chướng. Cho dù không có nghiệp chướng, thế giới này cũng sẽ đem lại nghiệp chướng cho chúng ta. Hiểu không? Ví dụ chúng ta bị rớt vào vũng bùn, bất luận trước đây chúng ta sạch sẽ như thế nào, nhưng bây giờ trở nên rất dơ giấy. Tuy nhiên chúng ta có thể sửa đổi, có thể tìm một người ở bên ngoài dũng lầy đến kéo chúng ta lên, đưa chúng ta về tắm rửa thì chúng ta sẽ trở nên sạch sẽ. Bây giờ chúng ta đã có nghiệp chướng, nếu như vẫn tiếp tục như vậy mà sống
Đương nhiên chúng ta không thể thoát ly khổ ải, chúng ta không thể thoát ly nghiệp chướng. Nếu chúng ta có minh sư, họ có thể giúp chúng ta rửa sạch nghiệp chướng, giúp chúng ta xử lý cuộc sống. Nghiệp chướng mỗi ngày một ít, mỗi lúc mỗi không có thêm nghiệp chướng, đến khi chúng ta qua đời sẽ đều vĩnh viễn liệu thoát sanh tử. Đó là vận mạng đã được sửa đổi. Vẫn cứ tiếp tục sống như vậy thì sống như cái bánh xe, chuyển hoài, vĩnh viễn chuyển hoài không ngừng. Vấn: thời gian khai ngộ có phải đã được chủ định không? Sư phụ: phải mà không phải. Chúng ta tự có quyền lựa chọn. Mọi người ai cũng có Phật tánh, nhưng không phải ai cũng muốn thành Phật, bởi vì họ chọn những con đường khác nhau. Có người lại không muốn lựa chọn. Tuy mỗi người đều có một tài sản giống nhau, một năng lực giống nhau, một trí huệ giống nhau, nhưng phải coi chúng ta có sử dụng không. Đó là quyền của họ. Do đó chúng ta tự mình quyết định, không có ai cưỡng bách chúng ta. Phật Bồ Tát chỉ có thể đến chỉ đạo cho chúng ta, họ không thể ép buộc chúng ta đến học với họ. Tuy là họ rất muốn dạy chúng ta khai ngộ, nhưng nếu chúng ta từ chối, vậy Phật Bồ Tát phải làm sao? Cũng giống như nam chúng có thể kết hôn, nhưng không phải vị nam chúng nào cũng đều muốn kết hôn. Không phải mỗi một nữ chúng muốn kết hôn. Có người muốn làm tỳ kheo, họ lựa chọn những con đường không giống nhau. Cũng giống như vậy, chúng ta, mỗi người ai cũng có thể lựa chọn mau sớm được khai ngộ thành Phật. Nếu như chúng ta không đi tìm minh sư, lại không tu hành, sẽ không được khai ngộ. Không phải bởi vì có người nói quý vị có thể khai ngộ, thì mình cứ ở đó đợi, không chịu cố công tìm thầy học đạo. Không phải như vậy, chúng ta phải tự động đi tìm kiếm người có chìa khóa để có thể giúp chúng ta mở cửa, đi tìm người có thể giúp chúng ta khai ngộ. Có hiểu ý của sư phụ không? Khai ngộ đó là chuyện của chúng ta, thành Phật cũng là năng lực cơ hữu của chúng ta, nhưng cần phải tu hành để nó phát triển. Chẳng qua lúc đầu cần có người giúp đỡ. Nếu như muốn nói tiếng Anh, chúng ta ai cũng có năng lực cơ hữu để nói tiếng Anh. Chẳng qua lúc ban đầu cần có một vị thầy Anh văn dạy chúng ta luyện tập A, B, C, How are you? Fine, thank you. Sau đó chúng ta cứ theo phương pháp của thầy mỗi ngày luyện tập. Về sau nhất định sẽ nói được tiếng Anh. Người đó nhất định là chúng ta. Nhưng lúc ban đầu cần phải có thầy chỉ đạo. Cũng cùng ý như vậy, thành Phật là quyền lợi trời sinh của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải đi tìm một vị có thể dạy chúng ta thành Phật. Sư phụ dùng một cái ví dụ tương đối đơn giản để so sánh. Có một vị hoàng tử, tuy trời sinh cho họ sẽ trở thành quốc vương, nhưng vì tuổi còn nhỏ, không biết mình là quốc vương. Họ cần phải đi học với rất nhiều thầy. Sau khi học xong, rồi họ mới có thể làm quốc vương. Bởi vì tuổi họ còn nhỏ, không hiểu biết được mình là quốc vương tương lai. Vấn: nếu là những người đã từng gặp Ngài, đã từng nghe Ngài giảng kinh, dạng nhất người đó có chuyện cầu xin, nhìn tấm hình của Ngài có thể liên lạc trong tâm của họ hay không? Sư phụ: được, nhưng vấn đề là quý vị có thể nhìn thấy sư phụ đang liên lạc với quý vị không? Sư phụ đương nhiên có thể liên lạc với quý vị, nhưng quý vị có thể liên lạc với sư phụ không? Bởi vì quý vị không tu pháp môn Quán Âm, không thọ tâm ấn, cho nên không thể liên lạc trực tiếp. Không phải sư phụ không nhìn thấy quý vị, nhưng quý vị không nhìn thấy sư phụ, hiểu ý không? Ví dụ hóa thân của sư phụ đến nhà quý vị, làm sao quý vị có thể thấy được? Mắt thịt khác với mắt trí huệ. Sư phụ dùng hóa thân đến, không phải dùng nhục thể đến, cho nên quý vị phải dùng mắt Phật mới thấy được. Muốn thấy được Phật, đương nhiên phải dùng mắt Phật. Cái nhục thể này không phải là nơi cao nhất, vì một thời gian sau lại phải trở lại luân hồi. Pháp môn Quán Âm mà sư phụ dạy không phải là pháp môn lên thiên đường, mà đây là pháp môn liễu thoát sanh tử. Về sau quý vị muốn đi tiểu thiên đường cũng được, muốn qua đại thiên đường cũng được, bất cứ thế giới nào cũng là của quý vị. Đó là mục đích của tu pháp môn Quán Âm. Nhưng đến lúc đó chúng ta không tham cái thành quả này, bởi vì toàn cả vũ trụ, tất cả mọi thứ đều là của chúng ta.
chúng ta còn muốn ham gì nữa, hiểu không? Chấn, trong kinh Phật có nói quá trình thành Phật có 8 dạng 4.000 pháp môn, nhưng sư phụ nói chỉ có tu pháp môn Quán Âm mới được thành Phật. Tại sao? Sư phụ, bởi vì 8 dạng 4.000 pháp môn chúng ta đã tu xong rồi, bây giờ là pháp môn của người, đây là pháp môn cuối cùng. Tu pháp môn Quán Âm mới có thể thành Phật, có hiểu ý không? 8 dạng 4.000 pháp môn là pháp môn của đá, cỏ cây, trùng, dế, bươm bướm, bò, ngựa, ngạ quỷ, vân vân. Ý chỉ 8 dạng 4.000 loài chúng sanh. Ví dụ như sư phụ muốn làm vị bác sĩ thì cần phải học mười mấy năm mới có thể thành bác sĩ. Trước đó còn phải học tiểu học, sau lại tốt nghiệp trung học, cuối cùng tốt nghiệp đại học. Lúc này đã học xong bác sĩ rồi. Đối với con người, đây là con đường cuối cùng để học làm bác sĩ. Hiểu ý không? Nếu như quý vị không tin rằng đây là con đường cuối cùng của quý vị, có thể đi về nhà ngủ. Nếu tin, có thể học với sư phụ, không hề gì. Sư phụ truyền pháp đều miễn phí. Trước và sau khi truyền tâm ấn đều không lấy tiền của quý vị. Sau khi thọ tâm ấn, quý vị đi đi lại lại gặp sư phụ, đều không có gì trở ngại. Sư phụ không có buộc một ai, cũng không bảo quý vị quy y, không có điều kiện gì cả, chỉ cần ngồi thiền. Làm Phật Bồ Tát không thể sống vào thịt của chúng sanh, nếu không chúng sanh nhìn chúng ta sẽ sợ, không dám đến gần chúng ta và nói đây là Phật ăn thịt, là sát sanh Bồ Tát. Cho nên chúng ta không nên ăn thịt của chúng sanh, ý là như vậy. Lời Pháp Cam Lồ. Người tu hành nghiêm túc là người bất cứ lúc nào cũng không quên đạo, thật sự muốn biết rõ bản lai diện mục của mình, muốn tìm biết mình là ai và thành tâm muốn liệu thoát sanh tử. Họ luôn luôn nghĩ đến Thượng Đế, muốn có trí huệ và khai ngộ. Người như vậy là người tu hành nghiêm túc. Những hoàn cảnh đau khổ, khó khăn và ngoài ý muốn là những hoàn cảnh tốt nhất cho chúng ta. Cho nên đừng nghĩ rằng tu hành là mỗi ngày cần phải xếp bằng tọa thiền. Không phải như vậy đâu. Như thế không dùng đến trí huệ. Trí huệ phải hữu dụng mới được gọi là trí huệ. Từ cổ chí kim, những hiền nhân đạt được sự khai ngộ nhờ chịu đựng sự khổ hạnh. Nếu không phải họ tự huấn luyện thì cũng do hoàn cảnh mài dũa. Khi bị hoàn cảnh đè nén, lúc đó trí huệ của chúng ta mới sáng ra. Có sáng ra thì mới biết suy nghĩ lại và mới biết thế nào là chân lý. Sau khi khai ngộ, làm việc gì cũng tốt. Lúc vô minh, làm việc gì cũng không hoàn hảo. Cho nên vô minh là tội lớn nhất, khai ngộ là công đức lớn nhất. Chúng ta hãy tu hành cho đến lúc không còn ngã chấp, không còn thể diện, không còn khái niệm và ý nghĩ tốt xấu. Giống như một em bé ngây thơ vậy, tiếp nhận một cách đơn thuần và giản dị. Như thế tu hành mới tiến bộ nhanh. Chúng ta càng đơn thuần, Thượng Đế, Đạo hoặc Phật Bồ Tát càng thương chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì những người đơn thuần họ rất khiêm tốn, không kiêu ngạo. Vị Minh Sư bên trong chúng ta không bao giờ rời bỏ chúng ta. Chúng ta hãy nương tựa vào Ngài. Ngài là chủ nhân, bản tính của chúng ta. Chúng ta thật sự khẩn cầu, thật sự có dũng khí, thật sự có khát vọng, thành tâm khấn nguyện, thập phương Phật Bồ Tát sẽ giúp chúng ta.